Xin mến chào cô chú anh chị đã đến video tiếp theo của Vương Phạm TV. Thì cái lúc trước thì Vương cũng có một tí xíu phần quà gửi cho anh rồi. Thì ngày hôm nay thì Vương mua cơm để cho anh ăn thưởng thức một bữa ngon. Tại vì tất cả cô chú anh chị ở trên này đều ai ăn cũng những cái rau rừng, những cái lặt vặt ở trên rừng thôi cô chú anh chị. Thì rất là đáng thương luôn. Và ngày hôm nay Vương cũng lặn lội từ xa xôi, Vương tới đây Vương để mua những hộp cơm ngon lành để cho anh ăn thưởng thức được một bữa ăn tuyệt vời và một bữa ăn đầy anh em để cho vui vẻ lên một tí xíu nha cô chú anh chị nha. Thì bây giờ thì Vương xin mời cô chú anh chị hãy đồng hành hết cái video của Vương để coi cuộc sống của anh mỗi ngày như thế nào nha cô chú anh chị. Giờ hiện tại giờ thì Vương cũng đang giờ trưa, thì không biết là bây giờ là anh đã ăn cơm chưa. Bây giờ thì Vương mua 3 hộp cơm thì ba anh em ăn để chống đói. Thì ảnh thì thường xuyên mỗi ngày, ngày nào cũng như ngày nấy, toàn là ở trong một cái khu vực núi này thôi cô chú anh chị. Tại vì cái lúc trước thì Vương không có quay cái hành trình xa cho cô chú anh chị xem. Tại cái lúc trước đó là Vương đi phải tìm cái đầu này đầu kia, thấy những cái con đường nó bị lộn hơn cô chú anh chị. Và ở kia thì có cái ngã ba, thì Vương đi lộn hoài à cô chú anh chị. Và Vương cũng lên đây cũng đã 3 lần rồi cô chú anh chị. Lần này là lần thứ 3 này. Wow, mình cầm đồ nó rất là nặng. Đây mình cầm những cái này cho em của Vương là Caramel á, dễ quay. Còn nó cầm nặng thì nó không có quay được cô chú chị. Vừa đi mà vừa quay nó rất là mệt. Và ở đây là có một cái gốc cây me này, rất là to luôn. Wow. Và ở đây xung quanh đây là những cái cây bắp đây này của bà con cô bác trên này á, đều nó cháy khô hết luôn này của chú anh chị. Đó, rất là đáng thương luôn. Tại dạo này mùa màng á cũng hơi bị thất mát. Tại vì Vương quay cái lúc đầu thì không có quay cái hành trình đi, thì Vương chỉ quay tới gần tới thôi. Còn cái đây này thì Vương được biết là cái lưu của những người đồng bào Rắc Lây. Mình biết là những cái điều là ai mất á là mỗi người có một cái lưu này và có cái lưu cao nữa cô chú anh chị. Nhưng mà không biết là cái lưu này này tự nhiên nó nằm vị trí này, nó rất là kỳ lạ luôn. Nhưng mà xung quanh đây thì Vương không thấy một cái mộ nào cả mà lại có cái lưu ở đây, nó rất là kỳ lạ. Mà nhưng mà mình cũng không biết là mộ ở đây có hay không, mà mình cũng không dám bước vô. Nhiều khi mình bước vô mình mạo phạm á, nhiều cái mình không biết được đâu cô chú anh chị. Và những cái lưu đó nha, gọi là một dạng đồ cổ của chú anh chị, nhưng mà tất cả bà con cô bác không ai dám nhặt và cũng không ai dám lụm luôn. Tại vì mình lụm á thì sẽ nhiều cái mà mình nói gọi là về tâm linh á. Ôi ơi, mình nói giờ này mà giờ trưa mà mình nói về tâm linh mình thấy sợ sợ làm sao á. Tại vì mình rất là hạp á cô chú anh chị. Mình hạp mà mình nhìn thấy rồi những cái này cái kia rồi á thì mình cũng hơi sợ. Tại vì mình cũng thích những cái mà khám phá những cái lạ lạ cô chú anh chị. Nhưng mà từ cái lúc mà tâm linh đó thì Vương không dám đi một mình và cũng không dám đi lẻ tẻ ra nữa, mà quay cho cô chú anh chị xem. Thì Vương chỉ hướng ra một điều là Vương chỉ đi từ thiện, đi giúp đỡ cho bà con miền núi, những bà con vùng sâu vùng xa và những bà con nghèo khổ và khó khăn để có một cái miếng ăn miếng uống qua ngày thôi cô chú anh chị. Wow, mình thấy là mình muốn đi một đoạn á, mình xách nặng á,
cái cảm giác mà nó nặng lắm cô chú anh chị. Và ở đây là có một cái con suối này, và đây là có một cái ngã ba. Một cái ngã ba này á, là một cái đi xuống suối, một cái đi lên trên núi, mà mình phải đi hướng về lên trên núi nha cô chú anh chị nha. Tại vì ảnh mà bị tật nguyền á, ảnh leo lên trên này và ảnh đi thì rất là khó khăn và rất là cực khổ luôn cô chú anh chị. Wow. Tại cái lúc trước đó là bà con cô bác chia sẻ cho Vương là anh ở đây thì anh sống trên đây này cô chú anh chị. Wow. Wow, ai đông dữ ta. Không biết đang làm gì vậy cô chú anh chị. Ô, em chào anh. Dạ, chào chú. Dạ. Dạ. Ôi ôi. Bữa nay ăn cơm hả? Ăn cơm rồi em. Dạ, bữa ăn trưa. Mình vô đúng lúc luôn cô chú anh chị, ở nhà đang ăn cơm luôn. Dạ. Ăn cơm lại gì vậy? Ừ, xì dầu giờ ớt. Xì dầu rồi ớt. Ừ. Dạ. Em gắn cái mic nha. Dạ. Ủa ai đây? Dạ, cô là anh hai. Anh hai của người ta thôi. Anh hai của người ta. Dạ. Anh hai qua núi. Đó qua, là qua đi chơi. Ủa anh cho em hỏi là còn đây là ai? À, con rể của anh. À, con rể của anh. Ờ. Ủa, bà xã là chết rồi. Đâu? Còn do con rể. Mà anh đâu có con đâu mà cô con rể. À, biết rồi. Thế là hai một đứa cháu là người ta. À. Người ta đây là à là đứa cháu rể là cháu con của em của mình lại đúng không? Hay là con của mình lại? Của người ta. À con của người ta. Con nuôi của người ta. Dạ để em hỏi cho nó rõ ấy. Là, dạ. hai đứa này là mận bóc người ta. Ôi con này cô chú anh chị. Đây này. À, chén xì dầu với muối ớt ăn gì thôi hả anh? Có chưa? Chị có. Xong rồi nhỉ. Bây giờ ăn khoai không? Ờ. May mắn anh em được nhớ nước có gạo ăn nhỉ. Có ăn khoai. Muối tiêu. Ăn khoai cũng được không? Đây. Thầm cũng được á. Đây em có cái này này. Hơn là mình đi lên đây đúng lúc luôn á cô chú anh chị. À mình từ từ ăn. Từ từ ăn đây này. Wow. Có đồ ăn đây này. Đây là của Mì dẻo. Tại vì Vương đi đường xa. Đấy, wow. Còn mấy cô có cái tô cái chén gì không anh? Có. Vừa thưởng là chỉ có hai anh em mình, ba anh em mình ăn thôi, mà hôm nay là anh đã có khách nữa của chú anh chị. Hình như là tôm của em đúng không? Đây để đây của Caramel nha. Em của Vương của chú anh chị. Dưa với lại là dưa đâu với lại. Sao chị? Đi gì ra mùa. Điên rồi hả? Dưa tô với lại Rồi bữa đây cho em ăn cơm ngon, ăn cơm chung được không? Được. Được hả? Rồi. Được không? Được. Trời ơi. Mong tới cảm em, nhà chú, nhà em khó khăn mong tới cảm nghe. Thế là anh mới cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn em này, mua đồ ăn này. Mà con là chú là ăn. Dạ. Ôi con này cô chú anh chị. Là ớt hai chén cái gì thôi mà ba người ăn mà cứ muối ớt với lại xì dầu và quất nguyên bị muối này luôn này cô chú anh chị. Coi này. Đúng rồi. Nguyên một bị luôn. Khá là đáng thương và tội nghiệp luôn. Mà sao bỏ giờ là. Đây. Lưu vệ mau không giật được. Bỏ đi. Bỏ dưa đi. Qua dưa. Này. Bây giờ gì này,
em tặng cho anh đi. Cái đùi gà này. Hồi đó giờ anh ăn cái này chưa? Chưa ăn. Chưa ăn luôn hả? Ôi ôi, bây giờ chỉ có hai cái đùi thôi, bây giờ mình không biết làm anh sao luôn. Anh cũng mặc cơ cháu tặng cho anh. Thôi con tặng cho chú luôn. À, người già nha cô chú anh chị nha. Còn trứng chiên với đậu hũ để tặng cho anh trai kia. Con cháu thôi. Chú nào ăn con. Con ăn này nè. Ừ. Ừ, ngon lắm. Anh ăn thử miếng thử làm sao? Ăn cái này, chú ăn, anh ăn thích cái này. À anh thích đó, thì anh ăn hết cái miếng đó đi. Lừa bò chân. Hả? Anh ăn đi. Cô kia ăn cầm chắc. Mình cầm lên luôn, mình ăn luôn, dân giả luôn. Mình cầm lên luôn. Cầm đây nè. Ừ, coi kìa, anh ăn kìa. Đúng ngon kìa. Ngon không? Ngon. Chú chưa ăn đâu. Là anh thích ăn trứng này đúng không? Đây em để đây nha. Đó. Dạ vâng. Còn à, chén chén của anh kia đưa qua đây luôn chú. Đây. Đó. Thôi khỏi dĩa luôn nghe anh. Khỏi luôn. Bỏ về. Bỏ như khoe. Nó bền. Bây giờ mình ăn cơm đây luôn đi cô chú anh chị. Mình thường là ba anh em mình ngồi ăn chung cho nó vui. Nhưng mà thấy có khách thì mình sẵn mình ngồi đây mình ăn luôn. Con ăn như gì có phiền tới chú không? Không có đâu. Không có đâu hả? Trời ơi. Nhớ lại nhớ quỷ mà. Chào em. Nhớ không đây. Nghĩ thôi á. Đây này. Canh ủ qua. Hồi đó giờ ăn canh này chưa? Đây nè. Chưa ăn đâu. Chưa ăn hả? Đợi đang nước. Đang ăn lên ngủ. Đợi nữa. Đợi nữa mình ăn. Đây là anh không biết. Ừ. Vừa ăn. Đợi nữa mình ăn thử nha. Vâng. Cho quê đi nhé, con tình cảm nghe. Tình cảm đây là gọi là nước mắm đâm. Mình lấy muỗng mình chan thử ăn thử. Nước mắm đâm đúng rồi. Đây ông mà bẹ lên đi. Đúng rồi. Đây ba chưa. Đây để em trời ơi, mình vô kịp thời luôn cô chú anh chị. Mình vô mà mình gặp bữa ăn luôn. Hơn là mình đi tới sớm tí xíu, nếu mà mình đi trễ một tí xíu là gia đình ăn cơm xong rồi thì không còn cái gì mà để ăn nữa. Anh ăn thử miếng trứng thử ngon không? Ngon. Anh cũng thông cảm nha, tại vì em còn có hai cái đùi à. Ưu tiên cho anh với lại ưu tiên cho ông. Nha anh nha. Dạ ngon. Dạ vâng. Ngon không? Ngon. Ngon, ăn nhiều vô nha. Đang ăn ngon cái này là anh chỉ biết ăn đâu, chưa biết ăn là anh dân tộc thiểu số biết hả? Ăn lung tung đâu, ăn cơ khoai hoặc là bắp rang, may mắn cháu giúp đưa gạo đó hay làm ký, mà con ăn khoai, ăn bắp rang, ăn khoai với bắp rang thôi, lá đu của khoai mà, lá đu, dạ, lá đu, thế với cơ khoai, em mới lên bữa đó, vậy hả, anh huê em ăn, em ăn không được đâu, dạ, đắng quá. Thôi Vương xin mời cô chú anh chị luôn nha. Xếp ăn đi. Dạ, đây ừ, con xếp ăn luôn. Ngon. Tuyệt vời. Ông ăn thử cái đùi gà chưa? Ngon không? Ăn chứ. Cầm lên cắn luôn. Mình rụng răng rồi. À mình rụng răng rồi hả? À. Đâu, nhe răng ra con coi thử coi. Nghe răng cười ra coi. Không, cười quay mặt qua đây này. Cười lên cái coi. Cười. Đó là lại gần tới mà gần tới. Ông bây giờ ông trả lời ông cười lên cái cho cô chú anh chị xem này. Một năm nữa ông đi thay răng này. Cười lên cái cho cô chú anh chị xem này. Cám cười giùm qua đây nè. Đó, cười lên. Trời ơi, chỉ còn một cái răng chỗ đây thôi cô chú anh chị, còn ở trên là không còn một cái răng nào luôn. À, đúng rồi. Trời ơi. Khá là tội nghiệp luôn. Ở nhà chú nè, già lô ăn. Già lô ăn hả? Ăn bắp cũng được rồi. Mắm mắm cơm nè. Có ăn khoai. Ăn khoai hả? Thiệt. Ừ. Thôi anh ăn đi. Anh ăn thử cái đùi gà đi. Ngon. Ăn nhiều vô nha, ngon ăn nhiều vô. Cháu lên em lên là cái đó là chú ăn ngon. Ừ. Lên là ăn ngon ha. Ngon. Vui. Ừ. Bó mặn quá. Mực mắm nữa. Anh chan mắm lên lành. Ăn thử ngon hết. Em ăn. Cho cô. Còn có này. Em có rồi này. Ăn cái này biết ăn. Cái này là rau.
mình gấp vô ăn nha anh nha. Dạ, dạ. Rồi, tính đi. Rồi xong rồi xúc cơm này đây ăn nè. Đậu hũ nè. Anh ăn từ từ nha, không có răng manh nha nó. Đây anh. Có rồi nó. Đó, ưu tiên cho anh luôn. Ok. Ok, biết nói tiếng Anh luôn rồi chú anh chị. Ừ, rồi. Ngon, ngon không anh? Ngon em. Ngon chứ. Ăn nhiều vô. Cầm lên mình cắn luôn, cầm lên mình cắn luôn. Cầm tay á. Bắt về con. Được không? Tí nữa em ăn sau ha. Ăn cho Caramel ăn ấy, cái vòng này là phần cơm của Caramel nha. Chọn nương em nương của tao nên cái này. Không anh ăn đi. Anh ăn đi. Em ăn ở ở nhà em á, em ăn này nhiều lắm rồi. Cái này là em mua lên là em nhường cho anh ăn á. Đúng đi cái kia là ăn. Ăn cho nó đã. Wow coi này. Wow. Ngon. Ngon. Ngon, ăn nhiều vô nha. Rồi. Bơ qua. Rồi nhất là ông đây nè. Không có răng. Chỉ có một cái răng thôi. Ăn cũng hơi cực khổ tí xíu. Ừ. Rồi phải xé ra, xé ra mình mới ăn được. Không bị tông răng. Dạ. Khó mà. Rất mắt. Mà có ở đây này là bữa đây là mấy anh em tới đây thăm anh hả? Không phải thăm đâu, đi rừng. À đi rừng. Mấy anh em đi ngang qua đây rồi xong rồi ngồi đây nghỉ ăn cơm luôn ha anh. Dạ. Dạ. À, đúng luôn. Rồi đúng. Ăn cơm rồi rẫy của anh ở đâu? Cũng xa lắm. Cũng xa lắm hả? Dạ. Ở hướng nào anh? Rẽ bên gần đây này. Phải cái đồi mà cái trên mà có một cái căn nhà trên đó không? Không. Chỗ nào nữa? Chúng ở chỗ gần mà đó. Ôi ôi xa vậy? Ừ. Lúc ờ, nào mình xa. Còn ông? Mấy... Còn ông ở đâu lận? Ờ mình ở đây thường thường mà. Mang... À cũng gần đây hả? Ờ. Dạ. Ông này gần ở bên này nè. Gần bên này. Nhà nhà mình. Nó thường thường bán ông mới đun chín á. Như là ông đây đã nhậu rồi hay sao á hả anh? À, đúng ừ, rồi. Anh không biết. À, thấy nhậu ông nhậu rồi hả? Nhậu dạ. Thấy hồi xinh xỉn. À, anh ăn cơm đi. Ừ. Anh ăn đi. Tìm về tới nhà đi ngủ chứ. Ừ. Không biết là mình tại sao mà mình vô đây á, mình ăn cơm rất là ngon luôn cô chú anh chị. Đúng rồi. Mình vô núi á, mình ăn cơm là cái không khí nó trong lành. Và thì một mình ăn không ngon ấy nha. Đúng rồi, một mình không ăn ngon đâu. Ừ. Hai mà ba người ăn nó vui. Con rừng nó nấu chua nấu chết ăn thấy ngon ngay. Dạ đúng rồi, thấy ngon vui đúng không ông? Đúng. Dạ. Đi một mình ăn một mình được. Đi một mình ở trong rừng được. Mà em lên bà con là không ngon. Hai một đứa chú một đứa cháu một đứa anh ăn cơm gì xì dầu. May mắn em lên ăn thịt gà này, thịt là cơm này, trứng nữa, trứng rau xào. Con là tôi theo người dân tộc là có mâm ăn mâm, có cơm rồi, cơm đó gạo đó là em chụp đỡ anh đó, mà mong là anh ăn gạo hôm bữa em mua cho anh đó ha, hả? Gạo này, mà con anh ăn bắp rang, vừa là đồ vừa khoai. Thấy lúc mà đó có răng ai răng cho mình đâu lấy thôi cái quý ai da vô thôi rồi anh không có răng nha là em có răng đồng đô này mình em ăn được răng, mình ngắm cái tờ vô quyền can gì luôn anh. Dạ vô quyền can gì luôn. Dạ trời ơi mà, ở đây là mình chơi gọi là dân giả luôn á cô chú anh chị. Uống nước là quất nguyên can luôn, uống luôn. Đúng không ông? Làm miếng canh nè anh. Nhâm. Ăn canh. Ăn cơm thêm đi. Được đây em bớt cơm thêm cho. Thôi thôi. Mình canh rồi. Lâu lâu mới ăn thế này. Chắc là sốt ruột. Bị á. Sao sốt ruột? Đó là mình ăn lâu lâu mới ăn thế này chắc bị ruột đó. Lâu lâu mình ăn lần. À lâu lâu là ngon quá cô chú anh chị. Đúng không ông? Đúng không? À đúng không mày. Là ngon quá cô chú anh chị rồi. Quá là không được đâu. Anh đi tắm.
Là hồi đó giờ ông ăn toàn là rau rừng ở đây không hả ông? Dạ, là ông ăn toàn là ăn rau rừng không hả? Đúng rồi. Là thường ngày là ông ăn rau rừng là ăn những cái gì? Ăn rau rừng á là rồi thuốc đồng quy này. Dạ. Để nào tìm không được thuốc đồng quy từ Tây Ninh nó mới chỉ cho. À, biết Tây Ninh luôn. Ơi. Tham miền Tây mình đi hoài. Vậy hả? Là ông thường đi miền Tây hả? Ừ. Đi ra miền Tây làm gì? Nó tham quan. Đi tham quan hả? Tham quan miền Tây á. Đi đâu? Đi tham ngoài Bắc á. Ủa miền Bắc à? Miền Tây là ở Sài Gòn mà. Ở Sài Gòn, đúng rồi. Còn miền Bắc là Hà Nội. Đi phía Bắc là đi miền Nam á. À, miền Nam đi miền Nam. Dạ. Đi miền Nam. Ủa ông đi ra đó làm gì? Làm vào điện gia đình cho có. Thì chín máy mình là mình ăn cơm đi nhà hình mà. Đó. Chuyện đó bỏ khó. Đi thâu Sài Gòn Hà Nội đi thâu. Mà thâu sao biết? Biết anh à, đi đúng rồi em biết. Nào tôi đi đảo. À đi đảo. Đi đảo Linh Củ Chi. Thôi ông cũng xỉn rồi cô chú anh chị. Bây giờ ông nói cái gì mà Vuông cũng không biết luôn cô chú anh chị. Thôi ông ăn cơm lúc đi. Đó là đi ăn cơm đó. Bố Vuông à. Dạ. Thôi ông ăn cơm đi. Núi Bà Đen á. Dạ. À núi Bà Đen á. Con biết, con biết. Ừ, con biết. Là ông lên núi Bà Đen luôn. À đi chứ sao đi. Đi phải một màu. Ừ. Màu khác là sợ công chia bắt cóc. Nhiều không? Ừ. Mình... Thôi ông ăn cơm đi. Chuyện bỏ bắp bể không? Trên nhà trường đó bị cháy. À. Em bị điện. Hà Nội chị biết, thành phố chị biết. Người dân tộc vùng sâu vùng xa khó khăn. Nếu mình mà mong em đi bà con là ăn tốt rồi. Anh với cảm ơn em cho đồ ăn bà con là anh ăn huyện cơm đó là cơm Sài Gòn em gặp anh bữa đó mình đi rồi bà con là anh ăn khoai mà mong em lên này thịt gà này có đồ ăn này ủ qua này đó là bà con là anh ăn khoai muối ớt ngâm xì dầu là tốt rồi. Tốt. Rồi là ăn... Anh về cảm ơn em. Dạ. Mấy anh biết em đâu. Em thích lớn. Ừ. Thôi không? Bây giờ anh ăn đi. Vâng, ăn rồi. Ăn đi rồi xong rồi hai anh em mình ngồi tâm sự nói chuyện tí xíu nha. À, rồi dạ. Lúc đó dạ, vâng. Là tới nhà thú nữa. Nhà tới nhà thú nữa hả? Trời ơi. Chúng ta ăn cái này. Dạ. Sợ chứ. Tới con nữa còn... Đi vậy là quân xong buổi trưa rồi cô chú anh chị. Thôi ông ăn cơm đi. Ông mà nói đảo núi coi chừng cái đùi gà nó bay vô bụng con hết luôn á. Đó. Là con đói bụng quá. Con đói bụng quá là con ăn luôn cái đùi gà của ông luôn á. Đó là ông còn em nói thiệt. À anh ngày hôm nay là mấy chú này ở đây chơi rồi chơi tí xíu rồi ăn cơm rồi lên trên núi lại hả anh? Dạ vâng. Dạ. Trời ơi, hên quá là anh cũng có bạn này cái nọ cũng tới đây ghé thăm anh. Và anh đây mấy bữa giờ khay chặt cây làm rẫy rồi sao rồi? Rồi tốt. Thế là anh với cảm ơn em. Em linh hồn này là bằng không là anh ăn cơm cho muối ớt, xì dầu. Em với cho thịt gà, cho ổ gà. Anh ăn mấy ngon. Ngon thiệt. Em thành phố lớn. Rồi. Thôi, anh rất vui. Rất vui em. Cái đó em anh với cảm ơn em. Bây giờ em hỏi anh này. Ví dụ á, cái vụ mà cái chiếc xe á anh nhớ không? Nhớ. Bây giờ là không có tiền mà em mua cho anh ví dụ là không đủ điều kiện mà mua cho anh cái chiếc xe ga điện. Mà bây giờ em mua cái chiếc xe mà mình lắc lắc á, nó tự động chạy. Anh nói xe tay ga là em thêm vô lưng không có điều kiện. Là anh đã hiểu rồi. Cái xe lắc cái đó là đi... Đi bằng sức của mình á, mình lắc đúng, bằng tay. Đúng, bằng sức. Xe lắc hả? Ừ. Xe lắc là bà bán. Bà bán lắc á. Dành cho những người tàn tật á. Rồi là xe lắc cũng được
Thì là có xe lắc tên nhà anh với cảm ơn em. À, tại vì cái chiếc xe lắc đó là mình đi á, là nó nhanh hơn. Rồi. Là thứ nhất. Thứ hai nữa là mình đi nó khỏi bớt nóng. À, hiểu rồi. Thì cái này là Vương chỉ hỏi thử trước thôi, là em chưa chắc là em mua cho anh đâu nha. À, đúng em rồi. Chưa chắc đâu, tại vì có một vị cô hỏi thăm thử là ví dụ mà anh có thích cái chiếc xe lắc bằng tay hay không, không phải là nó đi bằng ga điện. Đó, không đi ga điện. Biết rồi. Dạ. Là anh thích cái anh biết cái chiếc đó chưa? Thích. Anh biết chưa? Biết. À, xe lắc không được, xe lắc gơ bằng này. Đúng rồi, đúng rồi, mình lắc bằng tay á nó tự động nó chạy á. Khuê chưa tay, khuê mới tay mới chân. Dạ, không không. Nếu là em thành phố lớn giúp đỡ anh với cảm ơn. Dạ. Cảm ơn em thành phố lớn. Dạ. Nha. Yeah. Dạ. Rồi. Thì nói chung là anh cũng đồng ý rồi thôi, chỉ chủ yếu là còn cô nữa thôi. Thì Vương sẽ hỏi lại cô, cô có đồng ý nữa thì mình sẽ giúp cho anh có một cái chiếc xe để đi. Tại vì Vương hỏi giúp cô để coi thử là anh có đồng ý nhận cái chiếc xe đó hay không. Tại nhiều khi là Vương mua xong rồi là anh không vừa ý, anh không đồng ý và anh không sử dụng á, thì nó rất là lãng phí những cái điều đó. Và chừng nào mà anh đồng ý thì Vương có thể là báo cho cô đó lại và để cho cô đó mua và tặng cho anh, để cho anh có một cái phương tiện để đi đi lại không có bị nóng giống như cái thời mà hôm bữa á, là nó cực kỳ nóng luôn anh ha. Nóng thiệt em. Dạ. Đi mua chân nữa, giơ tay nữa. Dạ đúng rồi. Nếu em cho anh với cảm ơn em thành phố lớn. Dạ. Mà cái này là nó lắc thôi nha, nó không có điện chạy đâu nha. À đúng rồi. Khuê hao trên điện. Dạ. Dạ, khỏi hao tiền điện. Ờ vâng. Dạ. Đời sức khuê rồi. Dưới lại mình đi như vậy á, là nó rất là an toàn, tại cái đi nó lăn thôi, nó chỉ lăn thôi, nó không có mà chạy cái tốc độ nhanh. Xe lắc đó. Dạ. Thì Vương sẽ hỏi lại cô, nếu mà cô mà đồng ý thì Vương sẽ mua và tặng cho anh nha cô chú anh chị nha. Thì để coi thử Vương hỏi ý kiến cô thử như thế nào đã, rồi Vương sẽ tính tiếp. Dạ. Rồi ngày hôm nay anh ăn cơm ngon không? Ngon, em cho ăn hôm nay là ngon, rất ngon. Yeah. Em thấy phụ lớn, bà con ăn muối ớt đó, tiền cháo ghê anh bữa đó. Yeah. Bà con này, nè, bông ngọt nè. Là muối ớt này anh mua. Muối ớt này, giờ là bông ngọt nè. Dạ, yeah, bông ngọt, đường. À, của cháu, yeah. Của em tăng chỗ bữa đó. Dạ. Yeah. Tăng của anh bữa đó. Yeah. Bà con, đồ, nè, ăn bắp rang này. À, ăn bắp rang này thôi. À, là đồ. Dạ. Yeah. Lá đu đủ nữa. Ừ. Thôi gạo bông con. Dạ. Cùng 3 tháng nữa mới hết gạo. Thôi mình cũng ráng cố gắng. Mà anh này rất là tội nha cô chú anh chị nha. Anh mà bị tật như vậy rồi mà anh còn suy nghĩ làm ăn kiếm tiền, phải lo và nuôi cái lại bản thân của anh. Và anh rất là tuyệt vời luôn. Có nhiều người, mình không phải là mình nói xấu gì. Cũng có một số người cũng lành mạnh nhưng mà không có đi làm giống như anh này. Và anh này thì cũng bị tật như gì, cũng không mong muốn, nhưng mà anh cũng ráng cố gắng mà để đi làm kiếm tiền ăn thôi anh ha. Không phải em, ý là anh không phải ăn xin đâu. Cái đó là em thấy anh đi khó khăn. Cái đó là em biết quay lại. Đúng quay rồi. Em với cảm ơn. Bà con là anh ăn xin người dân tộc người kinh không dám là có tiền một đồng xu không có dám. À, mình tiền. Mình không dám xin người ta đúng không? Đúng. Hoặc là mình cháu tự đúng. Tự làm tự ăn. À. À. Rồi không về cái rẫy phạm đâu. Cái rẫy của anh thì ở trên kia rất là xa luôn đúng không? Xa. Là rẫy trên đó là anh trồng cái gì? Trồng khoai. Trồng khoai thôi. Trồng khoai hoặc là trồng cái gì trồng đậu chết hết. À. Khoai không có chết được, khoai vẫn còn. Rồi bây giờ là anh làm rẫy xung quanh này. Tông bắp là bắp chết hết. Dạ. Yeah. Đâu có gì ăn, khoai không chết đâu. Dạ. Yeah. Chỉ ăn khoai thôi. Dạ. Yeah. Ăn khoai kho gạo. Dạ. Yeah. Tôi là người dân tộc, anh dân tộc thiểu số. Dạ. Bùng sâu bùng xa.
Thì nói chung là Vuông rất là vui. Và bữa đây là Vuông vào đây và Vuông mua cơm, mua đồ ăn. Chủ yếu là em lên đây em thăm anh thôi. Vâng. Coi thử là cái cuộc sống của anh như thế nào. Và em mua tặng cho anh là những hộp cơm, là để cho có một cái bữa cơm ăn thiệt là ngon. Vâng. Và thứ nhất, thứ hai nữa là hỏi ý kiến anh thích chiếc xe nào. Xe lắc được. Dạ, thì cái này là em chưa biết, em về em hỏi lại bà cô, hỏi lại cô đồng ý á, thì em có thể lại mua tặng cho anh, nha anh nha. Vâng. Dạ, thì... Nghĩa là cô với em là, cô sẽ đặt là anh với cảm ơn. Dạ. Cảm ơn em với cô thành phố lớn. Dạ, trời ơi. Anh rất là dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa. Đúng rồi. Dạ. Đúng. Rồi, anh vui anh cười à. Vui không? Vui. Dạ. Yeah. Rồi vậy thôi. Bây giờ thôi em xin phép anh em về luôn nha. Vâng. Em về luôn rồi có dịp nào thì nếu mà có tin vui á thì em sẽ báo lại cho anh để cho anh biết cái tin vui của anh nha. Vâng. Dạ. Thì con cũng cảm ơn cô chú anh chị và quý vị Mạnh Thường Quân đã theo dõi những cái video của Vuông và đã đăng ký ủng hộ giúp Vuông để Vuông trên cái con đường thiện nguyện giúp đỡ bà con nghèo khổ và khó khăn. Và Vuông ngày hôm nay là Vuông nhắc lại là chỉ tới đây ấy một bữa ăn và hỏi thăm anh thích cái chiếc xe lắc hay không, rồi Vuông sẽ báo lại cho cô. Rồi chủ yếu là những cái quyết định là của cô có tặng cho anh thì cái đó là tính sau nha cô chú chị nha. Bây giờ thì Vuông chắc khép lại cái video và bye bye cô chú anh chị.